anh em. Để có thể cập nhật nhanh chóng các bài giảng và video, anh em hãy bấm nút subscribe trên YouTube. Anh em có thể yêu cầu bài giảng, đặt câu hỏi, xem livestream và xem các video nhảm nhí mình làm thì hãy search Hiền Râu Guitar trên Facebook rồi bấm like nhá. Khi hai ta về muộn nhà, khép quần chìm vào trong quần, đôi khi về cùng một lúc, thức giấc xong lại nên. Khi hai ta chung một nửa, ta vui trong một nỗi vui, nếu mất rời một giọt nước trong một nơi. Mình Hiền, hôm nay thì tôi quay lại với cả hướng dẫn biên lộ. Thì tự dưng một đợt tự dưng nhớ ra bài này, nhưng mà xong rồi quên mất đoạn, xong bây giờ tự dưng lại nhớ ra cái bài này. Cho nên là hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cái bài này. Đây là một bài, nói chung là chắc là ai cũng biết rồi, một bài rất là hay, rất là tình cảm, rất là tuyệt vời. Đánh đám cưới thì tuyệt vời luôn. Đấy, nó đại khái như thế. Bài này là bài Một Nhà của Đà Lạt. Với các bạn thì ở trên piano hay là trên guitar đánh nó đều dễ, nó chẳng có gì khó cả. Thì cho hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em đánh trên piano. Thì rất may là bài này nó trên tông đô trưởng luôn, tông rất là dễ, bởi vì chúng ta sẽ không phải đụng vào cái nốt đen trên này, chúng ta sẽ toàn nốt trắng luôn. Rất là dễ nhớ. Thế bây giờ chúng ta vào xem bài này có hợp gì nhá. Ok, ở bên trong bài này thì chúng ta chỉ chơi trên tông đô trưởng thôi, vì ở trong bài này thì được cái là cũng là một cái vòng rất là phổ thông. Cho nên chúng ta sẽ chỉ chơi có 4 hợp âm thôi, 4 hợp âm thôi, 4 hợp âm, 4 hợp âm thôi. Là chúng ta hoàn toàn thể chơi được bài này ngay lập tức. Ở trong bài này thì chúng ta sẽ phải lấy tông trước, tức là chúng ta sẽ phải đánh theo cả một số những cái nốt nhạc để hát theo những nốt nhạc đấy khi chúng ta vào chơi. Khi hai ta về, chúng ta hát đúng tông chứ chúng ta không bị kiểu hát sai tông đi. Thì những cái nốt nhạc đó là những nốt nhạc như này: mi 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 do do si do si 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 do si la. Đấy, anh em chỉ cần đánh đúng những cái nốt đấy là chúng ta đánh vào âm chúng ta sẽ không bị sai. Tức là khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường. Đấy, đơn giản vậy thôi. Ở đây trong bài này hợp âm chúng ta sẽ gồm có đô trưởng son la tư pha, một bộ hợp âm rất là phổ thông, rất là dễ, rất là đơn giản. Ở đây thì trước tiên chúng ta sẽ học cách đánh như thế này. Hợp âm đô trưởng, trước tiên anh em hãy nhớ cho tớ là chúng ta sẽ tách các phần đàn ra, gồm có 1 2 3 4 5. Anh em nhìn cứ 5 phím đen mà 2 đi với 3, thì ở bên trái và bên phải của nó được tính là một quãng. Thì đây là tuyệt đô si đô si đô si đô si, sau đó sẽ đô si 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 đô si. Đấy, ok, chúng ta sẽ có những vị trí như thế. Thì anh em sẽ tập trung, anh em chỉ cần nhớ là từ vị trí đầu tiên của những cái ở ngay bên cạnh phím đen này, chúng ta sẽ là do re mi fa sol la si do. Đó, chúng ta hãy nhớ toàn bộ những cái nốt như thế để khi chúng ta chơi đàn nó sẽ có ảnh hưởng rất là quan trọng. Ở đây thì mình sẽ chơi hợp âm đô trưởng. Riêng hợp âm trong lần này, như những cái video trước mà mình đã hướng dẫn anh em, thì chúng ta sẽ chơi trên 1 3 và 5 để tạo thành một hợp âm là đô trưởng. Nhưng mà hôm nay thì mình muốn hướng dẫn anh em chơi bài này ở trên một cái đô trưởng nhưng mà thế tay khác. Mặc dù chúng ta vẫn đánh là 1 3 5 1 3 5, ở đây có nghĩa là đến mức đây là 1 thì đây là 2 3 4 5 1 3 5, đây là đô trưởng phổ thông. Nếu mà chúng ta thay đổi đi cái thế tay của chúng ta một tí thì tiếng đàn nghe nó sẽ trầm hơn, nó sẽ hay hơn. Tức là thay vì mình bấm 1 3 5 thì mình sẽ bấm ngón giữa vào đô 1 3 và cho ngón cái của tới còn 5 ở dưới này. Đấy, anh em lúc nãy thấy là 1 3 5 đúng không, 5 là nốt son, thì chúng ta sẽ son này chứ phải 5 đây mà là son này, thì có 1 3 son đô mi son. Đấy, đây là đô trưởng. Đó, đô trưởng như này nghe nó sẽ trầm hơn, nó thú vị hơn, nên trong này mình sẽ hướng dẫn anh em chơi đô trưởng như vậy. Ở trong bài này thì trước tiên hợp âm đô trưởng anh em sẽ nhớ như thế này. Tất cả các hợp âm đều nó có một cái quy tắc cả thôi. Thì trước tiên là anh em sẽ thấy là tay trái tớ sẽ đánh một nốt đô, ngón tay tớ sẽ để như thế này để chơi cho dễ. Đô si la son fa fa son la si đô. Đấy, tớ sẽ là 5 ngón tay của tớ ở bên như thế. Còn bên tay phải của tớ thì trước tiên chơi hợp âm đô trưởng thì tớ sẽ bấm ngón giữa vào hợp âm vào nốt đô. Đấy, tôi bảo là hợp đô trưởng thì tôi sẽ bấm ngón giữa vào nốt đô, tôi bảo hợp son trưởng thì tôi sẽ bấm ngón giữa vào nốt son. Đấy, anh em cứ hiểu đơn giản như vậy thôi. Thì tôi đã bảo đô trưởng thì ngón giữa chúng ta sẽ chạm vào nốt đô, ngón út của chúng ta chạm vào mi, đô re mi, đô và mi, ngón cái này của chúng ta chạm vào son. Đấy, anh em cứ nhớ là ngón giữa sang ngón cái là cách nhau 2 phím như thế này. Đấy, đây là đô trưởng. Khi mà hợp âm đô trưởng thì anh em đánh cả tay phải trái lẫn tay phải cùng lúc nó như thế này. Đấy, ok chưa? Tăng 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 cùng lúc. Sang anh em giữ nguyên cái thế tay này
chúng ta bấm hợp âm son trưởng. Son trưởng của chúng ta dĩ nhiên rồi, như tớ nói lúc nãy, ngón giữa vào son, ngón út vào si và ngón cái vào re. Son trưởng chúng ta sẽ dùng ngón áp út ở đây gõ xuống. Đấy. Một, là hai, tức chúng ta bấm cùng bốn ngón cùng lúc. Đấy, chúng ta sẽ có son trưởng. Còn sau đó chúng ta sẽ có hợp âm là la thứ. La thứ rất đơn giản, ngón giữa chúng ta sẽ gõ vào ngay phím bên cạnh. Ba ngón tay của các bạn giữ nguyên tư thế, dịch lên một phím thì chúng ta sẽ có la thứ. Đó, ok chưa? Đấy, vẫn là ngón giữa là phá lên ba rồi về năm. Và sau cùng là phà, nó là phà, là ngón út bấm vào. Còn bên này cũng vậy, phà la đồ. Đó, đây là 4 hợp âm chúng ta cũng có. Đồ, son, la, phà. Đấy chính là cái intro của bài này luôn. Các bạn chỉ đánh đúng 4 hợp âm thôi, lặp đi lặp lại xong, rất là dễ. Ok, đến phần hợp âm, bây giờ chúng ta sẽ vào xem bài đánh nhau nhá. Ok, xin chúng ta biết là bài này có hợp âm gì rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem bài này đánh như thế nào. Đánh được cái là bài này kể cả như bản gốc đánh cũng rất là đơn giản, nó cũng không có gì mấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào xem luôn bài đánh nhau nhá. Bài này thực ra là cái tư thế đánh của nó rất là dễ, nó chỉ có một kiểu đánh thôi, về sau nó hơi thay đổi nhẹ một tí nhưng về cơ bản thì nó chỉ có một đến hai kiểu đánh. Thì kiểu đầu tiên, tức là cái kiểu mà ngay đầu tiên mà vào bài anh em nghe được ấy, nó nghe như này. Sau khi intro chúng ta là do son la fa, vào bài anh nghe như này. Khi hai ta về một nhà, khép con chim vào trong quần, đôi khi phê cùng xong lại nên. Đó, cả bài này hầu hết của chúng ta chỉ có mỗi như vậy thôi. Thì khi mà chúng ta chơi ấy, thì anh em chỉ cần nhớ tiết tấu này, chúng ta sẽ bấm hợp âm đô. Thì chúng ta sẽ đánh là, chúng ta sẽ đánh cả 4 ngón cùng lúc này. 1, 2, 3, 4. Xoay anh em, đánh ngón cái. Xoay chúng ta lại ba cái này. Xoay ngón cái. Xoay gõ này. Xoay cái này. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ gõ đủ số lần này. 1 2 3 4. Đó, chúng ta đánh đủ số lần như thế. Dựa trên nhịp 4-4 luôn đấy. 1 2 3 4 3 3 4. So chúng ta sẽ chuyển sang hợp âm son. Đưa tay vào hợp âm son. Chúng ta sẽ đánh ngón áp út cũng y hệt như vậy. Anh em bấm ngón giữa vào đây thì dùi ngón tay lên đây. Tiếp tục như vậy, phà như vậy luôn. Về cơ bản chúng ta cần dùng tiết tấu như vậy thôi. Còn đoạn sau của bài hát có thể nó có một chút thay đổi thì anh em có thể đánh theo kiểu như này. Khi hai ta về một nhà. Đấy, chúng ta sẽ đánh là ngón cái tay trái. Sau đây ngón cái. Sau hai ngón này gõ cùng lúc. Sau đây ngón cái. Sau đó lặp lại. Đấy. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là chuyển hợp âm. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi vào trong giường, đôi khi về ngủ luôn, thức giấc xong lại nên. Khi hai ta chung một giường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi thành dòng, thấy kinh kinh người. Chỉ vậy thôi, là chúng ta hoàn toàn đã chơi được bài này. Bài này dễ lắm, nó chỉ có mỗi vậy thôi. Cả bài nó chỉ đánh ra ná nhau từ đầu cuối như vậy. Thế thôi. Còn đoạn nào anh em muốn đánh mà nó nhẹ nhàng đi ấy, kiểu thì anh em chỉ cần gõ xuống một cái kiểu đấy, sao lại đánh nhẹ nhàng. Sau khi chúng ta đã xem là bài đánh nhau rồi thì bây giờ thì tớ sẽ đánh bài này một đoạn. Bởi vì cả bài nó ná nhau thôi, đoạn nào anh em muốn nó nhẹ nhàng đi thì anh em lại đánh kiểu nhẹ nhàng, bạn nào anh em muốn mạnh nó lại kiểu kiểu đấy thôi, tùy sở thích cá nhân hết. Đấy, đã khá thôi. Chào chưa? Bây giờ chúng ta sẽ vào bài A xem nhau nhá. Khi hai ta về muộn nhà, khép con chim vào trong quần, đôi khi phê cùng một lúc.
thức giấc xong lại nên. Khi hai ta chung một nửa, ta vui chung một nỗi vui. Nếu mất rời muộn dàng, nương trong một nơi. Anh đôi mắt ánh sáng long lanh, trên trời cao mây trắng trong lành. Anh ở đây vẫn thế đầu tiên em đã về đây với anh. Ta đang nơi ta giữa mây trường xưa, cuộc tình sẽ giữa gốc cây trước mưa. Cái bài một nhà của Đà Lạt, nói chung là một nhà ở trên guitar đánh dễ thế nào, trên piano đánh nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Nói chung tao thấy đề bài rất là đơn giản. Đấy, phải đấy. Ok, chơi game vui vẻ. Woo!